Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, mặc dù trải qua những sự thay đổi và biến động lịch sử khác nhau, nhưng hương vị của những phong tục về ngày Tết cổ truyền vẫn luôn in sâu trong con người Việt. Một số đó chính là tục lệ xông đất vào ngày đầu năm mới, với hy vọng là đón chờ một năm mới may mắn và bình an. Khi chọn được đúng tuổi xông đất đầu năm thì mọi chuyện sẽ được suôn sẻ, nhưng nếu lỡ chọn nhầm thì hung họa khôn lường, cả năm làm ăn thất bát, gia đạo bất an, thậm chí có người còn phải bán nhà trả nợ. Và sau đây là ba con giáp cực kỳ xui xẻo mà hầu hết gia chủ đều rất sợ họ xông nhà năm 2023 Quý Mão. Một vài người còn phải đốt vía giải xui khi những tuổi này đến xông nhà đầu năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Dậu. Năm 2023, những gia chủ tuổi Dậu bị phạm cục diện trực xung với Thái Tuế. Đây được coi là con giáp đầu tiên đại kỵ tuyệt đối cấm xông nhà năm 2023 Quý Mão. Dù họ có tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng không nên mời họ đến xông nhà đầu năm bởi các lý do sau. Năm 2023 này là khoảng thời gian đầy rẫy những khó khăn chứ không còn bình yên như trước, đòi hỏi bản mệnh phải không ngừng khích lệ bản thân cố gắng vươn lên, không đầu hàng với nghịch cảnh. Công việc, cục diện xung Thái Tuế 2023 gây ảnh hưởng hầu hết đến các phương diện cuộc sống của con giáp này, khiến các mối quan hệ của bạn bị ảnh hưởng, làm công việc gì cũng không được như ý muốn. Vì vậy, con giáp này cần hết sức kiềm chế bản tính nóng nảy, hạn chế mâu thuẫn với mọi người xung quanh, kẻo rước họa vào thân. Khi được giao cho phụ trách công việc nào, cần làm hết mình, nếu giữ tinh thần làm việc đối phó, bạn sẽ dễ mắc lỗi sai, gây ảnh hưởng đến bản thân và cả tập thể. Tiền bạc, chuyện làm ăn cũng gặp phải nhiều cản trở khi bạn liên tiếp phải đối đầu với những đối thủ mạnh. Các kế hoạch đầu tư, kinh doanh gặp phải khá nhiều khó khăn, thậm chí có người đánh mất định hướng của mình. Hơn nữa, bạn có thể đưa ra những quyết định sai lầm gây hao tài tốn của do ảnh hưởng của đại hao. Vì thế, năm 2023 này, bạn cần thắt chặt chi tiêu và cẩn trọng đầu tư. Tình cảm, phương diện này cũng có không nhiều khởi sắc khi bạn và nửa kia của mình luôn mâu thuẫn với nhau. Dường như cả hai đã quá mệt mỏi nên không còn muốn nhượng bộ nửa kia nữa. Càng so đo tính toán, quan hệ của hai người lại càng trở nên gay gắt hơn. Nếu đôi bên không chịu sửa đổi bản thân, chuyện rạn nứt, đổ vỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Sức khỏe, áp lực về tinh thần là nguyên nhân chính khiến cơ thể suy nhược. Vì thế trong năm cần chú trọng giải quyết vấn đề này, ắt thể trạng được bình ổn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Ngọ. Năm 2023 của người tuổi Ngọ là một năm khá khó khăn. Bạn phải đối diện với nhiều điều không như ý muốn trong cuộc sống, cũng như là trong công việc do bị chi phối bởi cục diện phá Thái Tuế 2023. Về công việc, thời gian này thì bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của bản thân, hạn chế gây thù, chuốc oán với người khác. Khi tham gia vào các cuộc tranh luận, hãy luôn giữ một cái đầu lạnh, tránh nói năng, hành xử nóng nảy, đắc tội với người khác, đẩy mọi việc vào bế tắc. Tiền bạc, việc làm ăn kinh doanh cũng diễn ra khá khó khăn, đòi hỏi bản mệnh phải kiên trì với mục tiêu của mình. Đặc biệt là khi gặp phải đối thủ cạnh tranh, bạn cần có cách hành xử phù hợp, không nên vội vàng tin theo hoặc chạy theo bước chân của người khác, làm những việc không chính đáng để kiếm lợi về mình. Tình cảm, cát khí sụt giảm mạnh khi vợ chồng, các thành viên trong gia đình không tìm được tiếng nói chung. Đã đến lúc bản mệnh hạ cái tôi của mình xuống để có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Sức khỏe, điểm sáng nhất trong tử vi 2023 của tuổi Ngọ là phương diện sức khỏe, hầu như đều không bị tác động nhiều. Đương số duy trì được thể trạng khỏe mạnh, ít đau ốm, bệnh tật, nguy hiểm. Tử vi tuổi Ngọ 2023 nhận định con đường sự nghiệp của đương số không quá thuận lợi do phải chịu tác động lớn bởi cục diện phá Thái Tuế. Vì thế cần hết sức cẩn trọng trong mọi việc, tránh chủ quan, lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm bạn thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây nhiều tạp phúc cho bạn, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự kiến. Đây là lúc bạn cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm được ra gốc rễ của mọi vấn đề, bản mệnh nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra thì bạn cũng cần chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người. Giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức
Song nếu bảo thủ không biết tiếp thu kiến thức mới lại không phải là hay. Chính con giáp này cũng sẽ không muốn mình mãi dậm chân tại chỗ đâu, đúng không nào? Hãy tin rằng sự cố gắng của bạn sẽ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù đầu năm bản mệnh gặp phải không ít khó khăn, nhưng sau đó nhờ có thái âm cát tinh so đường chỉ lối, tuổi Ngọ sẽ dần bắt kịp với guồng quay công việc, lại thêm cát tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của bạn luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, bạn có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù là trong hoàn cảnh nào thì hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Ngọ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thìn. Tuổi Thìn 2023 được đánh giá là có khá nhiều thách thức chung, nhưng vẫn năng động và những cá nhân tuổi Thìn. Hung vận lớn nhưng không phải là không có cơ hội cho con giáp này chờ mình. Về công việc, do ảnh hưởng của đồng thời hại thái tuế 2023 và năm giữa tam tai, nên con giáp này gặp nhiều khó khăn hơn, khởi sự khó thành, việc cũ dở dang. Năm 2023 có thể là năm hạn nặng nhất trong lần tam tai này, nên tuổi Thìn làm gì cũng cần hết sức lưu ý. Đây cũng là năm bạn vấp phải nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nếu không đủ sáng suốt để tự bảo vệ mình, bạn còn có thể rơi vào bẫy sập, hãm hại của kẻ xấu, thậm chí bị bán đứng, làm ăn đổ bể, hao tài hao sức. Tiền bạc, vận khí sa sút sẽ khiến tài khí của bản mệnh hao hụt không ít. Con giáp này tốt nhất nên cân nhắc khi tham gia các dự án, công việc, suy nghĩ kỹ trước khi đầu tư, tránh tiền mất tật mang. Đầu tư tốt nhất là tùy khả năng của mình và không nên mù quáng, chi tiêu chú trọng tiết kiệm. Về tình cảm, đây cũng là năm mà đương số nên thận trọng trong chuyện tình cảm. Mâu thuẫn đôi lứa có thể gia tăng, người độc thân tránh đứng núi này trông núi nọ, kẻo lại mất cả chì lẫn chài. Tình cảm cần được bồi đắp dần qua năm tháng chứ không thể ngày một ngày hai. Sức khỏe, tâm trạng sa sút, trục trặc trong công việc và tình cảm có thể khiến bạn chán nản, thất vọng, dần sinh tâm bệnh. Bạn nên lưu tâm hơn tới sức khỏe của bản thân và cả những người xung quanh. Tử vi năm 2023 nhận định con đường công danh sự nghiệp của bạn đầy những trắc trở và khó khăn. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình và xác định sẵn tinh thần để có động lực vươn lên, không đầu hàng với nghịch cảnh. Trong năm này, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không được tốt, bạn khó có thể tìm được người đồng chí hướng với mình, thậm chí là chỉ cần có một người bày tỏ thiện ý với bạn là tốt lắm rồi. Đa số thời gian, con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, không được ai giúp đỡ, sẽ dẫn đến tình trạng tâm lý mệt mỏi, căng thẳng và áp lực. Đồng nghiệp thì cản trở, đối thủ, cạnh tranh là nguyên nhân chính khiến các công việc của bản mệnh khó có thể tiến hành theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, dù có bị quấy rối, làm phiền, bạn cũng cần nhắc mình bình tĩnh cư xử, chờ nóng nảy kẻo hỏng việc, kẻ xấu cũng sẽ có cái cớ để vin vào, nhân đó mà hãm hại hoặc giành mất công lao của bạn. Khi được giao cho phụ trách công việc thì bạn chớ làm với tinh thần đối phó, được chăng hay chớ, vì như vậy dễ mắc lỗi sai, ảnh hưởng tới hình ảnh của bản thân và cả tập thể. Khi vấn đề xảy ra, bạn cũng cần dũng cảm đối mặt với sự thật, đừng tìm cách trốn tránh hoặc đổ lỗi cho ai đó. Dù là người đứng ở vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng không được lơ là bởi nhiều quyết định của bạn có thể ảnh hưởng sống còn tới cả tập thể. Bạn không nên nghe theo lời xúi giục của những kẻ nịnh hót. Khi đứng trước các vấn đề, bạn cần có cái nhìn đa chiều và đúng đắn. Đừng nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Năm 2023 Quý Mão mà chọn nhầm 3 tuổi này xông nhà sẽ khiến gia chủ bất an, hung họa ập đến, khiến gia chủ lao đao lận đận. Vậy nên tốt nhất là khi chọn tuổi xông nhà, quý vị hãy tránh xa 3 tuổi này ra. Hy vọng là qua video này quý vị sẽ biết được tuổi nào đại kỵ chọn làm tuổi xông nhà trong năm 2023 Quý Mão. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại dưới ô bình luận bên dưới video hoặc gọi điện trực tiếp tới số 0989 349119 để được giải đáp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy hoan hỷ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất.
Năm cũ sắp qua, chúc quý vị và các bạn đón một năm mới 2023 Quý Mão an khang thịnh vượng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.